diễn viên mạnh trường khoe năng khiếu nghệ thuật của con gái Tiết lộ của diễn viên Mạnh Trường về năng khiếu nghệ thuật của con gái ruột nhanh chóng nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng. Thời gian gần đây, diễn viên Mạnh Trường là nhân vật đang được chú ý khi vào vai Long trong phim truyền hình Hương vị tình thân. Trên phim lận đận chuyện tình duyên, thế nhưng ngoài đời thực, Mạnh Trường đã có một gia đình nhỏ hạnh phúc, đủ nếp đủ tẻ. Trưa ngày 14 tháng 8, nam diễn viên đăng tải trên trang cá nhân đoạn clip Con gái đang chơi piano, anh chia sẻ hài hước về con cứ thích bài gì là bảo nàng, khoảng 3 ngày là nàng xong một bài và mỗi bài phải cho nàng 100 nghìn để bỏ lợn. Đến giờ nợ nàng tấm 500 000 chưa trả, nàng cứ nhắc suốt. Chia sẻ thêm dưới phần bình luận, Mạnh Trường cho biết con có khả năng tự học, cứ chuẩn bị sẵn đúng giá tiền và chọn bài là được. Được biết, không chỉ con gái mà riêng Mạnh Trường cũng có khả năng đàn piano rất nốt. Trong chương trình cuộc hẹn cuối tuần, Mạnh Trường đã cho khán giả thưởng thức tay nghệ đánh đàn của mình. Trong đoạn clip, anh cùng ngồi đúng vị trí mà con gái đã ngồi. Tiếng đàn du dương của bé Chip lập tức nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. hầu như ai cũng khen ngợi cô bé càng lớn càng xinh đẹp, tài giỏi và có năng khiếu nghệ thuật giống bố. cư dân mạng chọc ghẹo mạnh trường cho rằng anh nên tiếp thêm động lực bằng cách nhanh chóng trả nợ cho con, khen khéo nam diễn viên có ái nữ xinh đẹp, giỏi giang. Trước đó, bé Chip cùng em trai từng được khán giả truyền hình biết đến. Khi tham gia chương trình bố ơi mình đi đâu thế mùa 2, khi ấy Chip chỉ mới 6 tuổi nên rất ngây thơ và thường có những khoảnh khắc miết ướt đáng yêu. Tính đến thời điểm hiện tại, cô bé đã được 11 tuổi, ra dáng thiếu nữ. Bé Chip thường xuyên xuất hiện qua ống kính của bố. Ngoài đời cô bé rất hiếu động, cá tính, ngoại hình giống bố như đúc của bé Chip, mỗi lần chụp với Mạnh Trường cũng nhiều lần khiến người hâm mộ xích xoa trầm trồ, từng chia sẻ về con. Mạnh Trường cho biết để chip tự do lựa chọn lĩnh vực mình thích theo đuổi, không định hướng theo nghệ thuật. Trên trang cá nhân, Mạnh Trường rất thường xuyên chia sẻ với gia đình nhỏ, đặc biệt là con gái cưng. Riêng đoạn clip quay cảnh đánh đàn của con gái vẫn đang nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ.